Các bạn bật cam cho anh như nào. Hôm trước là anh bảo các bạn làm phần bài này đúng không? Thế bọn này không đi chơi Halloween à? Không nghĩ ra là mai Halloween, khổ quá thôi. Thầy định sáng nay đi dịch. Sáng nay đi dịch đâm ra là nhanh nhanh chóng chóng từ Hà Nội về đây để tối nay dạy các bạn. Thế cuối cùng được 5 6 mống 2 4 6. Hello em. Đi chơi Halloween hết rồi. Rồi ok, chúng ta học đi, kệ các bạn. Rồi, các bạn có đi chơi cái Halloween không? Để cho các bạn nghỉ đi chơi Halloween. Sự bực hết cả người. Địt mẹ học thì dốt. Chả biết cái đầu quầy thì xong suốt ngày thấy chơi là nhắn mãi lên. Khá thì đéo nào được. Người ta cày ngay cày đêm nó còn chả ăn thua. Chưa làm mà muốn nghỉ, chưa học đã muốn chơi. Chịu. Địt mẹ cứ này xong bảo là anh đừng chửi, anh phải chuyên nghiệp, anh phải nịnh như nịnh địt mẹ, nịnh bố lại thầy, nhịn như nhịn cơm sống thì anh chịu, anh dám làm được đâu. Câu 1 x 1 nào, đi tài thua nào. Bạn Đu Kim kia yêu cầu tình nguyện viên giúp bà đấy cho cái chương trình tiền lợi sức khỏe. Em đang học cái này đấy nhỉ? Đấy nhỉ? Tại sao nó bị rộng tiếng? Em đang dùng mic laptop này. Không, nó bị hai nick thì nó mới bị rộng tiếng như thế. Hai nick ở gần nhau. Không ạ, em chỉ có một thôi. À ra vào làm được rồi. Mày qua nó ra rồi. Đến Quốc Anh. Tiếp Quốc Anh hôm nay không đi chơi à? Chơi gái, à nhập, chơi với bạn gái. Em bảo là em sợ anh buồn. Khiếp. Anh buồn. Câu 1 lịch 1 là cô Đắc Kim yêu cầu những tình nguyện viên giúp đỡ cho cái chương trình tập luyện cho nhân viên mới của cô ấy. Chương trình, à không có mới. Chương trình thể dục thể thao nhé. À, thể dục thể thao. Thì đáp án sẽ là? Đáp án là ý C, à ý B hơn. Herself là chính cô ấy đi. Thế không, ý B mà. Bò u. À bò u. Bù ấy đi, ý bù ấy đi. Sao bây giờ lại lừa anh? Thế nhưng mà nói như thế thì mọi người dễ hiểu còn gì. Không được nói thế ạ. Rồi ý B nhá. Hôm trước bà ngoại xuống nhắc anh là đừng có chửi bậy. Điều đó là điều rất là khó. Các bạn sống trong một cái môi trường mà có bố mẹ không chửi bậy bao giờ, vợ thì may ra các bạn không chửi bậy. Chứ còn sống trong một môi trường mà mẹ thầy bảo ốt địt mẹ con mặt lồn nhã nó vay tiền của bố nó đéo giả. Nói tỉnh bơ luôn. Anh cũng khiếp mẹ nói con phát ngại được. Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ anh hết ngại được. Rồi, giờ mẹ anh đi chợ mà, đi buôn đi. Nên là các cụ hay vui miệng lắm. Quay lại về vấn đề nha, thì đáp án nó sẽ là B, her, giúp cô ấy đúng không? Giúp thì là động từ, thì nó sẽ giúp ai đó, sau đó là tân ngữ. Tân ngữ thì trong bốn đáp án này chỉ có ý B là tân ngữ thôi. Còn ý A là chủ ngữ, ý C, hers kia kìa. Thì nó chính bằng cái tân ngữ của ý B ấy. Ví dụ nhé, cộng với lại danh từ. Ví dụ như này, my book, đúng không, is new chấm your book is old. Sách của tôi thì làm sao? Thì mới. Sách của bạn thì cũ. Thì ở đây nó không muốn lặp lại cái sách của bạn nữa đúng không? Thì nó sẽ là your. Thêm s vào.
thì nó bằng your book, hiểu không? Tức là cái từ your này này nó bằng với your book, được chưa? Rồi những cái từ loại thuộc như thế thì các bạn từ nhé, anh kiểm tra xem nó có cái bảng ở đâu. Không biết luôn. À đây, từ loại cơ bản. À đây là tính danh động trạng mất rồi. Thôi, tóm lại là nó có cái bảng đó. Đây. À đây, khả năng loại thì hiện tại đơn. Đúng có. Đợi một chút xíu. Đây. Cái này là anh Thành anh làm, anh không thích cái kiểu này lắm. Anh dạy kiểu khác một chút. Nhưng mà đây này, nó có cái này, các bạn chép cả cái bảng này cho anh. Chép cả cái bảng này vào vở cho anh. Đây này, full cái này này. Tức là chủ ngữ đúng không? Are you with they, she, he, it? Are you with they, she, he, it? Thì nó là chủ ngữ. Tân ngữ là gì? I thì me. Ví dụ tôi yêu bạn đúng không? I love you. Anh ấy yêu tôi là he loves me. Đó. Còn tính từ sở hữu đây này, cộng với danh từ đằng sau, your, các kiểu. Còn cái đấy gọi là cái lúc nãy ấy, thêm s gọi là đài từ sở hữu. Thì nó, bạn để ý chỉ trừ từ my này ra thôi, thì tất cả nó đều có s đằng sau. Tức là các bạn cứ chép đi xong rồi anh giải thích tiếp. Sao Lâm đi muộn đấy? Em bị kẹt chỗ cái gì? Em bị kẹt chỗ kẹt lại để xem cái này à? Con ma Halloween này à? Đây này, Lâm bị con ma Halloween này bắt lại này. Đây, nó bị con ma Halloween này bắt lại. Thầy mấy thầy bị kẹt. Hay là ETC lay tip. Đây đi khoe vú khoe lồn tao đéo hiểu luôn. Ở trên có tin à, nhí nhó vơ vẩn. Học viên nó gửi vào ETC làm hoành tráng này, bên mình không có gì cả. Chịu thầy lên nhảy chúng nó chạy hết. Không thích kịch đâu. Làm Halloween đây. Nhà mày ở đâu mà đi được đấy? Anh em mới chiều nhưng mà kiểu bình thường em sẽ đi được tắt qua đảo Lâm Lâm đi sang rồi hôm nay em nghĩ thế nào đi được này, đường này đông hơn. Nghĩ thế này. Đúng, nói rằng là không phải em mới đi ra, mà là em ở nhà em ra được. Chưa ra à? Em chưa. Chưa. Gặp ma mà không ra nổi. Chịu ơi. Chạy Duy, anh Duy trên đấy phải không? Duy à? Nhân viên bên anh mà dám bỏ làm để đi xem Halloween. Ông vào thờ trên đấy nó chẳng có gì luôn. Không có, anh không biết là có tuyết đai mình đây, tuyết đai mình đây đầu ấy.
Bà Tuyết này. Anh chả biết được. Nói chung là cả cái từ xưa sinh viên anh cũng đã không thích mấy cái chỗ đông đông rồi. Anh không 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 ham. Tôi đi xem bắn pháo hoa chưa bao giờ. Tôi đi xem bắn pháo hoa, tao toàn nhà tôi ngủ. Đừng có mà rủ nhau đi xem bắn pháo hoa. Mày. Tập cái ngày này đi chỉ đi đi khối xe là. Địt mẹ đi xong trộm cắp như rươi. Cô dạy tiếng Anh cho bảo tôi khuyên các em không bao giờ đi bắn pháo hoa. Tại sao thì cô đi bị mất, bị nó rạch mất ví, móc con ví cười vậy đấy. Chết nữa. Không, tại vì ở chỗ đấy em không nghĩ là nó sẽ tắt chứ không phải là. Use your brain if you have one. Xong chưa? Để anh giải thích. Các bạn online làm xong rồi cũng không đéo bao giờ nhắn thầy đâu. Đi mẹ các đây bạn. Em. Trời. Đây. Đầu tiên là cái đại từ sở hữu nhá. Đại từ chủ ngữ này, đại từ chủ ngữ đứng trước động từ chính trong câu giữ vai trò làm chủ ngữ đúng không? Thì cái câu 1 này đáp án là gì? Không phải she mà he. He or she? She he đúng không? Đó là C nhá, he đúng không? Is là số ít mà. Câu số 2. Hả? They đúng không? Bởi vì động từ số nhiều, tức là gì? Cái hàng này đầu tiên này đại từ chủ ngữ nó đứng đầu câu làm chủ ngữ trong câu thế thôi. Câu số 3. Đó là he đúng không? Rồi đại từ tân ngữ đứng sau động từ hoặc giới từ trong câu làm đối tượng của hành động hoặc giới từ, nghe nó hơi khó hiểu, tóm lại là đứng sau động từ hoặc đứng sau giới từ đúng chưa? Tôi nói với, nói chuyện với cô ấy đúng không? Thì đó là her. Rồi cái gì? Không his được. His ở đây ấy, nó đằng sau nó phải gì ạ? Có danh từ, nó phải lấy him cơ. Đúng không? Hiểu không hả Đức? Chứ không phải hết là được, cười cười là thầy sẽ cho qua, thầy chữ chết cụ này mày học hành thế à. Her nhá, phải her, không hết được, bởi vì sau hết phải là danh từ. Ví dụ his book, sách của anh ấy. We ask they Lana to help, giúp chúng tôi, giúp bọn họ đúng không? Them, giúp bọn họ. The director show me, chỉ cho tôi mà, đúng không? Không thể my được, sau my nó phải là danh từ. Đây tính từ sở hữu đứng trước danh từ hoặc là tính từ cộng danh từ để thể hiện ý nghĩa của sở hữu, tóm lại là của ấy, có nghĩa là của. Đây này, cái cột thứ ba này có nghĩa là của, cái gì đó của tôi, của bạn, của chúng tôi, của họ, của anh ấy, của cô ấy, của nó, của các bạn. You đây là số nhiều ấy, của các bạn. Rồi tôi sẽ cho bạn mượn đúng không? My notebook, quyển vở của tôi đúng không? Thì đằng sau cái tính từ sở hữu cái cột này này. Cái này thì các bạn bắt buộc phải học thuộc thôi, không có cái cách nào cả, bắt buộc phải học thuộc. Thì nó là gì? Là danh từ. Được chưa? Every time he told everyone told him that friend had gone, tức là mọi người nói với anh ấy rằng là bạn của anh ấy đã đi rồi. Đi là chết đấy. Được chưa? Rồi thì đáp án là told anh ấy rằng bạn của anh ấy đúng không? Thì chúng ta cứ dịch ra như bình thường, chúng ta sẽ chọn đâu đó thôi, chả có gì cả. The book is not interesting but cái bìa của nó thì làm sao? Nhìn rất là hấp dẫn. Nội dung thì không hay nhưng bìa thì hấp dẫn. Đáp án là của nó đúng không? Is này này. Nó khác với is phẩy s mà mọi hôm mình viết nhá. Đấy là it is hoặc it has khác nhá. Rồi ok, đại từ phản thân. Dùng sau động từ hành động đó chủ ngữ gây ra tác động lên chủ ngữ đó. Nghe có thấy phức tạp không? Đầu óc của thầy Thành chúng mày đúng không? Ví dụ, nói đơn giản là gì? Chủ ngữ và cái tân ngữ này này phải là một. Phải là một người. Anh ấy tự nói với mình. He talked to himself. Được chưa? Tôi tự làm nó đúng không? I, myself,
did it hoặc I did it myself đều được. They did it by themselves. Đây này, được chưa? Rồi, tiếp cái cuối cùng là cái đại từ sở hữu được dùng như một danh từ trong câu, vậy có làm chủ ngữ câu hoặc là tân ngữ được. Tóm lại là gì? Nó bằng với tính từ sở hữu cộng với danh từ. Bằng với tính, ví dụ nha, your hair is long but bây giờ nó phải là my hair is longer, nhưng nó không có hair ở đây nên nó phải gì? Chọn my. Cái này ấy, ở trong TOEIC nó không kiểm tra các bạn viết, nên các bạn chỉ cần xác định là sau nó có danh từ hay không. Nếu như không có danh từ thì các bạn phải chọn ý đây, còn nếu mà có danh từ hair thì các bạn chọn my, tính từ sở hữu. Rồi, you can use mine. My ở đây chính là my pen. Đấy, the picture belonged to us. He took one of ours. Của chúng tôi, our picture. Câu này thầy đang làm bị sai, đáng ra phải có chấm ở đây. Viết hoa của cái he đây. Được chưa? Các bạn có hiểu cái phần đấy không? Các bạn khác thì sao? Thu có hiểu không? Lắc đầu đi em. Lắc. Cái gì nhở? Cô Anh hiểu. Ảo rồi. Cô Anh hiểu không? Cô Anh hiểu. Anh nghe đây em. Alo. Rồi, Vĩnh Danh hiểu không? Hiểu đấy. Rồi, ok. Tức là gì? Thực ra cái bảng này các bạn phải học thuộc thôi. Bảng này này là phải học thuộc. Cái cột đầu tiên là chủ ngữ đứng đầu câu, làm chủ ngữ đứng trước động từ. Cột thứ hai là đứng sau động từ làm tân ngữ hoặc sau giới từ. Cột thứ ba là đứng trước danh từ. Cột thứ tư là đứng một mình, không đứng trước cái gì cả. Cột thứ năm là chủ ngữ và cái tân ngữ này nó phải là một. Ví dụ cô tự tát mình, cô tự liếm mình, cô tự hôn mình, cô tự mình, đúng không? Tự mình làm việc đó. Quay lại với bài nhá. Thì ở đây nó phải là gì? Giúp cô ấy, đúng không? Her, không có S. Bởi vì sao? Nếu như muốn hers có S này, đằng trước nó phải có dạng tính từ cộng với danh từ rồi. Như cái câu này này. Như câu này đâu nhỉ? Đây, your hair, tức là dạng tính từ sở hữu cộng với danh từ rồi, thì đằng sau nó mới có đại từ sở hữu như thế được. Bỏ qua nhá. Câu 102 nào, 102 bạn Hiền nào. Nhân viên của Lesler Electronics có nhiều kiến thức về phần mềm hệ thống. Làm gì có từ nào là phần mềm hệ thống mà? Phần mềm, từ nào là phần mềm? Chưa rồi anh ơi, như em bị lag, em dừng lại nhanh nhé. Nhân viên của Lesler Electronics có nhiều kiến thức về phần hệ thống phần mềm hiện tại. Phần chữ nào có nghĩa là phần mềm hả Hiền? À, hệ thống phần cứng, không phải phần mềm đâu, em nhầm. Phần cứng ạ. Thế phần nào là phần cứng, phần nào là phần mềm? Có người yêu chưa? Em không biết. Có người yêu chưa? Nhưng mà có người yêu chưa? Có rồi. Thế người yêu có dành về không phải là phần mềm, phần cứng trên người của người yêu nó mà chúng mày cười. Anh đang bảo là phần người yêu có biết về công nghệ thông tin hay biết về máy tính tí không? Học cơ mà. Thế cơ là phần cứng hay phần mềm? Không biết. Em không biết. Cái phần mềm ấy là cái những cái app của các bạn tải ấy, đúng chưa? Gọi là phần mềm, phần cứng là cái ổ cứng ấy. Dạ vâng. Đơn giản như thế. Cứ sợ cũng có những cái phần lúc mềm lúc cứng. Yeah. Mềm xong cứng, cứng xong lại mềm. Yeah. Rồi. Dịch lại câu này, nhân viên của công ty Larsen Electronics có kiến thức sâu rộng, từ extensive, các bạn phải dịch là sâu rộng, về các hệ thống, phải dịch là các nhé, các hệ thống phần cứng hiện hành. Hiện hành tức là gì? Là bây giờ nó đang lưu hành ấy. Đúng chưa? Dịch như thế thì nó mới tròn nghĩa được. Như vậy đáp án của câu này sẽ là C. IC, tại sao biết là IC?
IC À, lịch đó thế tất cả đều là hiểu biết hoặc là kiến thức là trong bốn đáp án. hiểu biết đấy ạ, kiến thức đấy ạ. À, nó là danh từ ạ. Đúng rồi, nó là danh từ. Tại sao biết chỗ đấy cần một danh từ? Thì nó đằng sau là ập kia, Đằng sau là ập, đằng sau là ập, chắc chắn đằng trước là danh từ không? Nhìn không đây. không không excessive là tính từ, tính từ danh từ, sau rồi Afraid of, đằng đúng sau không? lại Các giới bạn học cái từ. cấu trúc này rồi đúng không? Afraid of, sợ đúng không? Tính từ cộng với giới từ có nhá, không phải là không có đâu. Thế nhưng mà vấn đề là bạn nói là extensive đúng không? Thì nó cộng với danh từ gì? Sau đó cộng với là ý là tại nó đứng trước nó là tính từ nên đằng sau nó là danh từ gì? Đúng không Thêm ạ? cả giới từ đằng sau nữa, thêm cả ập đằng sau. Thế thì cấu trúc chúng ta rút ra ở đây là gì? Mời các bạn theo dõi bài giảng thầy đã soạn từ trước. Đây. Có ai thắc mắc về cái vấn đề này không? Nếu như không thắc mắc thì thầy không giảng nữa. Còn các bạn mà hôm nay nghỉ học thì đương nhiên là không xứng đáng được học rồi. Các bạn đừng vì lý do gì đó mà xin nghỉ học cái nọ kia. Mẹ. Có thắc mắc thì Các bạn học mà các bạn cứ nghỉ học suốt thì lấy lồn đâu ra mà nó chắc kiến thức được đúng không? Mẹ người ta đi học đều còn chả chắc được kiến thức. Đây mình thích thì học không thích thì nghỉ. Cái yếu tố căn bản nhất là gì? Là đến để mà nghe giảng xem là tình hình nó như thế nào. Bây giờ này, tính từ đúng không? Thôi địt mẹ chép lý thuyết đã. Chép vào, chép nguyên cái bảng này vào. Mo chưa chắc nó phải so sánh. Cái bảng này, nguyên cái bảng này, chép vào. Đen nó mà không no nó đầy bụng nó vẫn quấy. Cái con này chắc chắn tự thế luôn, nhìn là biết. Được chưa? Rồi. Cái cấu trúc mà các bạn phải học thuộc. Under là gì? Gọi là mạo từ. Sau đó thì sẽ là trạng tính danh. Trong đó
Danh từ bắt buộc phải có nhé. Tính từ là cái có cũng được, không cũng được. Và trạng từ là cái mà càng cái kiểu là dạng có cũng được, không cũng được. Được chưa? Giống như là việc các bạn luộc trứng, bạn muốn luộc trứng ấy, thì bắt buộc phải có lửa. Bạn luộc khô cũng được nhé. Thầy hôm trước vừa luộc khô quả trứng xong. Được chưa? Ờ, có lửa, có nước, có nồi, có trứng. Được chưa? Ta lại quên mẹ nó nói cái gì rồi. Rồi, tiếp. Cái tính từ là cái gì? Không, ý là cái vung nồi. Có cũng được, không có cũng được. Được chưa? Tức là không có nó vẫn chín. Được không? Tiếp, cái này là gì? Hả? Trạng từ nhưng trong cái vai trò luộc trứng thì nó là cái gì? Mắm muối mì chính. Nếu như thích thì cho vào, không thì thôi, không ảnh hưởng đến nhiều. Luộc trứng nếu mà ấy nhá, cả luộc tất cả các đồ khác các bạn cho muối vào nó vẫn ngấm vào một phần nào đấy. Không thể nói là không ngấm được, bởi vì trứng nó không phải là cái kiểu vật rắn đến mấy thì lỗ hổng phân tử đấy. Các bạn biết cái đấy đúng không? Chắc là các bạn biết hơn thầy. Thì đấy, tức là gì? Mình thích thì mình cho mắm muối, không thì thôi. Mình thích thì mình đại vung, không thì thôi. Được chưa? Nhưng khi nào cần đại vung? Muốn nó nhanh chín hơn đúng không? Khi nào cần cho mắm muối? Muốn nó đậm đà luôn, không phải chấm gì cả đúng không? Mình nói đến từ luộc rau thì nó sẽ luộc trứng thì nó không hề rau nó dễ ngấm đúng không? Thì kiểu là như vậy, tức là tóm lại muốn luộc thì rau phải là chắc chắn phải có, còn không có thì đéo luộc được. Rồi vung đậy cũng được, chả đậy cũng được. Đậy thì nó nhanh hơn, tiếp mắm muối cho vào nó đậm đà hơn. Thế quay lại với vấn đề ở đây là gì? Đây các bạn thấy từ girls là gì? Danh từ là gái, à, con gái, phụ nữ. Sinh thì là tính từ đúng không? Ví dụ mình nói các cô gái đang nhảy dây thì vẫn được đúng không? Các cô gái xinh đẹp đang cưỡi ngựa cũng được đúng không? Thì nó bổ sung ý nghĩa thêm thôi, giống như là cái luộc rau đậy vung vào. Rồi đây là ví dụ nhá, một ngôi nhà, cái ngôi nhà được trang trí một cách rất là đẹp đúng không? Thì có phải under cộng trạng tính danh không? Nếu như ở trong bài nó có danh từ rồi thì trước nó chúng ta phải bắt buộc phải gì? Điền. Tức là cái chỗ mà 3 chấm 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 ấy, nó cần một cái từ gì đó, chúng ta cần phải điền tính từ. Thế rồi bây giờ chúng ta ví dụ xét tiếp, nếu nó có tính có danh rồi thì chỗ 3 chấm đấy chúng ta phải điền trạng từ. Nếu có under rồi nha, thế kết thúc và phân biệt bởi cái gì đấy? Giới từ. Được chưa? Đây thì mới đến là 1.3. 1.3 là cái trường hợp under đúng không? Trường hợp boy, an apple, sau nó là giới từ, được chưa? Thế ví dụ như cái câu ở phần 2.1.2 này, the đúng không? Đây là gì? Good looking là tính từ đúng không? Are tức là sau nó là động từ luôn. Thì chắc chắn ở đây cần một điền một cái gì? Cái danh từ. Bởi vì sao? Sao ơn rồi là trạng tính danh, trạng có cũng được không cũng được, chính là mắm muối gia vị. Còn tính từ chính là cái vung nồi. Bây giờ nó có cho cái vung nồi rồi, chúng ta cần rau. Rau ở đây là gì? Là boys. Đúng chưa? Cái bôi xanh này là cái đáp án cần điền đấy nhá. Còn nếu như giả sử cái 2.1.1 này này có ơn rồi và trong cái chỗ 3 chấm nó chỉ cần điền một cái thôi, và sau đấy nó có in of giới từ kiểu này, chắc chắn các bạn phải điền gì? Danh từ vào. Tiếp 2.2, in the center, in the of đúng không? Giữa the và of thì là một gì? Là một danh từ, thế thôi. Còn giới từ là cái gì? In, on, of, at, about, through, under, above, beneath, across. Chỉ vị trí mà. Trong, trên, của, tại, về, xuyên qua, bên dưới, bên trên, bên dưới, xuyên suốt, kiểu đấy, được chưa? Tiếp này, 2.3. 2.3 thì các bạn thấy là anh ấy ăn cái bánh đúng không? Nếu như mà các bạn xét theo cái dạng là gì? Under cộng trạng tính danh ấy, thì đây nó là danh từ cake, danh từ mẹ rồi. Đấy là trong trường hợp các bạn biết tất cả các từ và từ loại của nó đấy nhá. Còn các bạn không biết thì kệ mẹ các bạn đấy, chứ bây giờ thầy làm nào. Thì bạn điền cái gì thì bạn lại phải dịch nghĩa những cái câu mà chọn trạng từ như này. Thì phải bắt buộc phải dịch nghĩa. Ví dụ anh ấy ăn cái bánh một cách gì? Rất là nhiệt tình. Thì cái nhiệt tình ấy bổ sung ý nghĩa cho ăn.
Tức là trạng từ sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ, hoặc là trạng từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ. Đúng không? Rồi, anh ấy chạy nhanh trong cái nhà, chạy vòng quanh trong nhà và chạy rất là nhanh. Chạy như thế nào? Chạy nhanh. Đấy chưa? Tôi cảm thấy mệt mỏi, đúng không? Nhưng tại sao lại cảm thấy mệt mỏi, vui vẻ? Đây là tính từ, không phải là trạng từ. Thì nó rơi vào trường hợp gọi là linking verb. Linking verb, ví dụ như là he is handsome, she is beautiful. Is bản chất của nó là gì? Là động từ, gọi là linking, mà link là nối ấy, trong cái link video ấy. Linking verb là động từ nối, nối giữa cái gì? Chủ ngữ và đại từ, tức là tóm lại là nối giữa chủ ngữ và danh từ hoặc là tính từ. Được chưa? À, một lát nữa thì thầy sẽ giải thích thêm. Được chưa? Tiếp này, the gift là gì ạ? Món quà này là sự made, ở đây là gì? Tính từ tạo ra, đúng không? Thì bây giờ nó cần điền một cái gì đó, on the cộng với lại, bây giờ có tính có danh rồi, chúng điền một trạng, thế thôi. On the cộng trạng tính danh. Cái câu mà các bạn cần nhiều nhất, cần nhớ nhất là on the cộng trạng tính danh. Được chưa? Nếu như chúng ta bắt buộc cần phải có, đấy là cần có rau, tiếp là cái vung nồi và sau đó là gia vị. Yeah. Rồi, quay lại với bài một chút. Các bạn ghi này, tính từ, ghi nhá, tính từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Tính từ đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Ở sách ngữ pháp nó cũng có đấy. Chưa? Sách ngữ pháp có trạng tính danh ấy. Tính từ bổ sung nghĩa cho danh từ và đấy, danh từ được chưa? Tính này, tiếp này. Danh từ này. Được chưa? Danh từ một, vị trí thứ nhất là đứng đầu câu làm chủ ngữ. Chưa? Đứng đầu câu làm chủ ngữ. Cái thứ hai là đứng sau động từ hoặc giới từ làm tân ngữ. Đứng sau động từ hoặc giới từ làm tân ngữ. Được chưa? Cái thứ hai, đứng sau động từ hoặc giới từ làm tân ngữ. Được chưa? Đầu câu làm chủ ngữ, đúng sao đúng. Từ hoặc giới từ làm tân ngữ. Thế thôi, nó chỉ có chủ ngữ hoặc tân ngữ thôi. Đấy là tính đến danh này. Động từ này. Động từ thì lúc nãy mình nói là danh từ đứng trước động từ, đúng không? Thì danh từ đứng làm chủ ngữ, đúng không? Thì sau nó thì chả phải là động từ, đúng không? Ví dụ anh ăn cướp thì anh ấy hoặc là thằng Lâm là danh từ, đúng không? Ăn cứt thì cái động từ ăn đó chúng ta phân tích giống tiếng Việt một chút là Lâm là chủ ngữ là danh từ, đúng không? Ăn là động từ thì có phải là danh từ đứng trước động từ, thì động từ đương nhiên phải đứng sau danh từ không? Đúng không? Thế cứt, cứt là tân ngữ, đúng không? Thì lúc này động từ nó lại có thể đứng trước danh từ khác để làm chủ, làm động từ của cái tân ngữ đấy, đúng không? Tức là động từ đứng xung quanh danh từ nhé, đứng xung quanh danh từ. Đấy chưa? Tiếp. Bây giờ tính danh động rồi, đến trạng từ. Trạng từ thì đứng như thế nào? Các bạn ghi này, trạng từ. Trạng từ, vị trí số 1 của trạng từ này. Đầu câu, cái gì mà đầu câu? Một là trước tính từ. Trước tính từ, ví dụ đây, và bổ sung ý nghĩa cho tính từ đấy nhé. Tính từ này được trang trí này, trang trí này, trang trí như nào? Một cách xinh đẹp.
đứng trước tính từ và có nghĩa là một cách, tức là trạng từ chỉ cách thức đứng trước tính từ. Được chưa? Đứng trước tính từ này. Hai, đứng trước động từ. À anh xin lỗi, đứng quanh động từ, tức là trước hoặc sau nhé, quanh động từ và bổ sung nghĩa cho động từ đó. Thực ra học cái này các bạn kiểu gì cũng bị lơ mơ, vì là vợ anh nó học xong, nó thi xong rồi nó bắt đầu em chả hiểu cái mẹ này, thì làm sao mà các bạn hiểu được, đúng không? Đứng quanh động từ, ví dụ như cái câu này này, anh ấy ăn cái bánh làm sao? Một cách nhiệt tình. Anh ấy chạy làm sao? Nhanh vào trong nhà. Rồi các bạn ghi tiếp. Ngoài ra có những động từ đặc biệt sẽ đứng trước tính từ. Ngoài ra có những động từ đặc biệt sẽ đứng trước tính từ. Ngoài ra có những động từ đặc biệt sẽ đứng trước tính từ. Được chưa? Rồi, nhóm thứ nhất là nhóm to be. Nhóm to be. Nhóm to be nhá. To be thì gồm có gì? Is, am, are, was, were, been nữa. Be nó là chính nó là gì nữa, vân vân. Ví dụ he is good, anh ấy giỏi, đúng không? Thì có phải nó sẽ đứng trước tính từ không? Nhóm thứ hai, động từ chỉ cảm xúc. Nhóm thứ hai, cái này các bạn phải học thuộc thôi. Động từ chỉ cảm xúc, đây này, cảm xúc hoặc cảm giác. Có 4, 2, 4, 5 cái từ này. Nó hay gặp. Ví dụ it feels good, nó cảm thấy rất là tốt. Ví dụ bạn sờ vào một cái gì đó nó mềm 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 mềm. It feels good. Người thì ui thích thế nhỉ. It looks good, nhìn làm sao, nhìn ổn. Thì cái này nó lại là tính từ. Đấy là nhóm thứ hai nhé. Nhóm đầu tiên là nhóm to be này. Nhóm thứ hai là động từ chỉ cảm giác, cảm xúc. Nhóm thứ ba là động từ chỉ sự thay đổi. Nhóm thứ ba là động từ chỉ sự thay đổi. Gồm có như thế này. Gồm có những động từ sau. Những cái động từ sau: it becomes, get, remain, stay, keep. Được chưa? Rồi, thế become là gì? Trở nên đúng không? Thế look, get là gì? Trở nên, vẫn là trở nên. Remain, duy trì, tức là giữ nguyên trạng thái. Thay đổi là như nào? Là không thay đổi cái gì. Hiểu không? Một con đấy vẫn xấu như vậy, tức là nó không thay đổi cái gì. Đấy là cái kiểu dạng chỉ thay đổi. Stay cũng như vậy, stay là giữ nguyên mà. Ví dụ, he stay calm là anh ấy giữ nguyên cái trạng thái bình tĩnh đó. Keeps cũng như vậy, giữ nguyên đó. Hả? Sao nghĩa tương đối? Được chưa? Rồi các bạn ghi này. Học bài 84, về nhà học bài 84.
83, 84, anh xin lỗi. 83, 84. Yeah. 83, 84, học cho kỹ, đọc cho kỹ nhá. Chưa. Yeah. Các bạn tự nghiên cứu được không hay cần anh giảng phần này? 83, 84 các bạn tự nghiên cứu trước nhé. Ví dụ như cái bài 84 ấy, trang 168, trang 166 và 168 thì 168 ấy nó có phần so sánh giữa tính từ. Ví dụ be careful thì nó là to be đúng không? Thì sau nó là tính từ đúng không? Nhưng listen carefully, nghe một cách như nào? Cẩn thận. Các bạn về làm hai cái bài 83, 84 đấy là các bạn sẽ vỡ ra được một số cái về cái thứ tự, trật tự từ trong câu rồi. Được chưa? Có bạn nào chưa có sách ngữ pháp không? Đến giai đoạn này thì bắt buộc phải mua rồi. Bởi vì anh không có đủ thời gian ở trên lớp để anh dạy. Sao mày lại cười theo kiểu là tao ham bán sách thế hả thằng kia? Giai đoạn này thì bắt buộc phải mua rồi. Anh không có đủ thời gian trên lớp để anh dạy đâu. Các bạn về các bạn phải làm nhé. Bài tập ở nhà là bài 83, 84. Làm hai cái bài đó. Các bạn về phải nghiên cứu lại phần lý thuyết. Có phần nào không hiểu thì buổi sau hỏi tiếp. Để chúng ta nói bao giờ nó vỡ ra thì thôi. Được chưa? Quay lại với bài. Cái phần này nó vẫn chưa hết phần lý thuyết đúng không? Under cộng trạng tính danh đúng không? Tiếp. A cộng B. So, more và very. Ví dụ A là động từ chính thì B sẽ là gì? Trạng từ. Bởi vì sao? B bổ sung ý nghĩa cho cái A. Cái so, cái more nó chỉ là một cái, nó tăng cái mức độ của nó lên thôi. Ví dụ listen very gì? Carefully. Đúng không? Listen very carefully. Nghe rất là một cách cẩn thận đúng không? Thì cái B đó các bạn có theo dõi được không hay phải đi ra? Thực ra là việc học, việc đi dạy á thì là phải gì ạ? Ghi ra như thế này để cho học sinh nó hình dung ra được. Nhưng các bạn là sinh viên đại học, nó không có cái giai đoạn này nữa rồi. Nói là phải hiểu rồi chứ không phải ghi ra nữa, không phải trẻ con. Nhưng cái nguyên tắc khi mà đi dạy ấy, thì phải là ghi ra rõ, trình bày rõ. Được chưa? Bởi vì nói thật là các bạn rốt chuyên ngành đấy. Cái này anh phải nói thật là các bạn rốt chuyên ngành nên là các bạn không hiểu đấy. Anh cũng không giỏi chuyên ngành, nói thật. Anh cũng không giỏi, anh cũng không phải tự nhận là nói các bạn rốt mà anh giỏi chuyên ngành nhá. Các bạn xem cái gì đó các bạn không hiểu là do các bạn rốt cái phần đấy. Một phần là do giáo viên, hoặc không phải giáo viên mà ý là một phần là do người hướng dẫn nhá. Nhưng một phần là do các bạn bị rốt, không hiểu về cái đấy. Bây giờ nói ví dụ nhá. Các bạn chưa chơi Liên Quân bao giờ đúng không? Mà anh nói về Liên Quân thì chắc chắn các bạn sẽ không hiểu, các bạn sẽ không biết là mid, top, bottom, central là gì đúng không? Các bạn lại cứ tưởng đấy là BD chơi nhau. Hoặc là nói về tà thần, hoặc là con rồng đúng không? Đi ăn tà thần đi. Nhưng anh nói chuyện với vợ anh, ăn con tím tím, ăn con tím tím, ăn con vàng vàng. Thế cho nó nhanh, đúng không? Nhìn mẹ chứ bảo nó ăn con tà thần, chắc nó đi loanh quanh mãi, con nào là con tà thần. Ra mít đi, ra mít đi. Mít là cái gì? Đấy, tóm lại là gì? Bạn không hiểu về nó thì bạn sẽ thấy nó khó, đúng không? Các bạn về các bạn xem lại phải bài 83, 84 cho thầy. Các bạn tự nghiên cứu lý thuyết, các bạn dịch hết phần lý thuyết của nó ra nha. Được chưa? Rồi làm bài tập xem mình đúng ở đâu, sai ở đâu. Ở cuối sách nó có đáp án. Quay lại với bài. Trường hợp A là động từ chính thì B là trạng từ. Ví dụ anh ấy chạy làm sao? Nhanh tới nỗi mà tôi không thể mà đuổi kịp. Đúng không? Rồi. Thế ví dụ trường hợp 2, A là to be hoặc linking verb ở cái 2.4 này này, đúng không? Thì B phải là tính từ, đúng không? Ví dụ anh ấy nhìn đẹp trai hơn bạn trai của tôi thì có phải là gì? Looks là tính là đây nhá. So more đúng không?
Somovery đây. Thì là trước nó là A. A là gì? A là to be hoặc là linking verb. Thì đằng sau nó là tính từ. Bởi vì cái tính từ này này nó bổ sung ý nghĩa cho cái động từ này. Chứ more và so, so more và very nó không có liên quan. A little cũng như vậy nhé. A little chẳng qua là trong TOEIC nó không, nó không có hay gặp cái này nên thầy không để nó vào thôi. Được chưa? Hả? Không, không có a few ở đây. Không có a few ở đây. Nó không phải a few nó không thuộc vào cái dạng đấy. A few nó thuộc về dạng sau a few là gì? Là danh từ. Đấy, chứ nó không phải là trạng từ hoặc là tính từ kiểu này. He looks you look a little tired là gì? Bạn nhìn hơi mệt. Đúng không? Her mệt, đúng không? Rồi, quay lại với bài này. Thì modal verb là gì? Là gì? Động từ khuyết thiếu cộng với lại trạng từ cộng với động từ. Giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính là trạng từ. Thì để thêm cái phần đó thì các bạn vui lòng xem thêm cho anh phần modal verb ở trong sách. Phần đấy là phần xem thêm, còn bài tập về nhà bắt buộc phải làm là 83, 84 nhé. Phần xem thêm modal verb từ bài 27 ghi vào 27 đến 34. Được chưa? Chắc phải một thời gian nữa, lâu lâu nữa anh mới hoàn thiện được cái phần bài giảng ngữ pháp này đấy. Mới có thì hiện tại tiếp diễn thôi. Bởi vì là con anh là nó bé quá, anh không có, anh nói thật là có những hôm anh trông anh không có thời gian để làm bất cứ một cái việc gì khác luôn. Đừng có nghĩ đến cái việc mà ngồi mà soạn bài được mà yên lên nó. Tóm lại là các bạn đến tầm bây giờ rồi, các bạn tự thân vận động, các bạn nghiên cứu phần ngữ pháp các thứ. Còn anh nói rồi, bây giờ ETC xâm chiếm quá rồi, anh không cự lại được nữa đâu. Anh bị bó tay, anh bị đầu hàng. Tuyển sinh khóa mới được 4 người thì các bạn bảo làm sao vậy? Anh bị ám ảnh ETC hả anh? Mày không thấy nghe Harvard Edu tài trợ? Tao không thèm lên đấy chứ. Harvard Edu có tài trợ nha. Thực ra là nói như này, ám ảnh ETC thì nói thật là từ trước là anh không thích ETC về cái cách, phong cách họ dạy. Còn anh sợ lồn thì bố con thằng nào. Nói thưa với các bạn là anh không đi đi dạy thì anh đi phiên dịch nhé. Mà anh đi phiên dịch nói thật là không chết đói được đâu. Bởi vì là như ngày hôm nay đi, buổi sáng anh xuống Hà Nội anh làm, anh được 2 triệu. Đây, tao cho chúng mày xem luôn. Địt mẹ bảo thầy bốc phép. Tao làm từ 10 giờ đến 12 giờ được 2 triệu. Hả? Đây, tao gửi về trong nhóm nhá. Lấy các bạn là để cho các bạn làm động lực chứ không phải để khè các bạn. Hiểu không? Khè các bạn để giải quyết vấn đề gì đâu. Anh bây giờ đương nhiên là sẽ kiếm, à mà cũng không biết được nữa, thằng Thu nó đi làm mà kiếm nhiều tiền hơn mình. Tóm lại là gì? Đến đấy ngồi bốc phét. Được chưa? Thì một ngày cứ tính là lương một ngày đi 2 triệu, à anh trừ đi tiền xăng xe đi lại nhá. Bữa trưa thì họ mời xăng xe đi lại thì là hết 201 gì đấy, 200 đi, cứ tính là 200, thế còn 1.800.000. Ok không? Một đấy là anh không ở Hà Nội nhá, anh ở Thái Nguyên nhá. Một tháng anh làm 10 ngày thôi. Là đấy tính thế là ngon đúng không? Là 18 triệu. Còn nếu như không mà tính đẻo đi, mỗi ngày có ngày đẻo đi là 1 triệu. Một tháng anh làm 10 ngày là anh được 10 triệu cầm tay rồi. Đấy là 10 ngày. Còn bình thường các bạn 10 triệu mà các bạn lương ra trường, các bạn làm phọt cứt là 24 công hoặc 22 công hoặc 26 công. Anh khẳng định luôn. Thì vấn đề là đi dạy hay không, cái đấy với anh nó không quá quan trọng đâu. Đi dạy nhé, cái lương đi dạy thì cũng nhiều. Nói thật là cũng nhiều, cái tiền thu nhập từ đi dạy cũng nhiều. Nhưng ngược lại, anh không phải theo kiểu là ở sống chết vì tiền, là ở vì phải thế nọ thế kia. Giảm giá học phí thấp nhất rồi là phải lùa thế nọ lùa kia. Còn nếu như anh xác định là anh lùa các bạn nhé, thì các bạn thấy là gần đây anh không nhận sinh viên năm nhất đâu. Anh rất là ít nhận sinh viên năm nhất. Còn nếu như mà để mà anh dựa vào các mối quan hệ của anh nhé, anh lùa một loạt sinh viên năm nhất lên thì biết cái gì không? Không,
đúng không? Lùa một loạt vào, đào tạo hay không không biết đã, cứ lùa vào thu tiền. Ví dụ bây giờ đây anh thu 6 triệu, anh thu mỗi 3 triệu, anh thu 4 triệu thôi. Sinh viên năm nhất là gì? Họ học vào xong đến Tết luôn, đúng không? Sau ra Tết thì họ làm gì? Không phải chơi mà họ đi quân sự, đội đấy đi quân sự xong là gì? Là hè. Thế các bạn bảo từ cái thời gian mà học và được 1 tháng đi, xong rồi nó giặt liên tục hay nó nghỉ lâu như thế, nó tự bỏ ngay, đúng không? Nếu mà đấy đang nói là để đánh bài về kinh tế nhá, mà nó không trách được bên anh bởi vì bên anh có làm gì sai đâu, đúng không? Thế nên là nhưng mà anh không đánh theo hướng đấy, đấy là nói thẳng gọi là song phẳng với các bạn luôn, chứ các bạn thầy đéo suốt ngày thầy thế nọ thế kia, thầy đéo cần tiền thì nó nói thật là nó cũng cần, nhưng mà cũng không đến nỗi là anh không sống chết vì tiền theo kiểu đấy. Còn tiền nếu mà gọi là mình làm bằng công sức của mình ra thì đương nhiên là đáng quý. Và thầy kiếm tiền không phải là cái dạng mà gọi là khó kiếm tiền quá. Bởi vì là anh nói thật là ví dụ người ta bí 1-2 triệu đúng không, thì người ta xoay còn khó. Ví dụ anh đi dịch 1-2 ngày là anh đầy mà. Có những hôm mà anh đi Tràng, đợt này vừa rồi anh đi Tràng An mà cái hôm con tao nó đẻ đấy, tao 29 tao đi Tràng An thì 30 con tao nó đẻ đấy. Anh được 4 triệu một ngày đấy. Thì các bạn bình, bảo bình thường lương công nhân anh ở bảo lại so công nhân lương 4 triệu một ngày đúng không, thì bằng các bạn đi làm công ty 10 ngày rồi. 10 ngày ở có ngày nghỉ đi, có ngày nghỉ 10 ngày được 8 ngày. Thì đấy là gì, là để nói với các bạn là gì, ở cái vấn đề kiếm tiền nếu như các bạn đã giỏi thì kiểu gì các bạn cũng kiếm được tiền, ngày kiểu gì các bạn cũng sống. Mà nếu như nhá, bản thân anh mà không đi dạy và không đi phiên dịch nữa thì anh đi buôn bán, anh đi buôn đi bán vẫn ra tiền, nó không quá nhiều. Và anh không buôn bán theo kiểu là ở buôn bán phải làm to để mà rồi nó sập, không. Anh buôn bán buôn chắc theo kiểu là những cái mà mình ăn được, mình đủ để mà chi tiêu, đương nhiên nó sẽ vất vả hơn. Tóm lại quay lại để nói với các bạn là gì, nên các bạn đừng cứ nghĩ là thầy trêu thì trêu như thế thôi, còn thầy lúc nào cũng tiền nong hay phạt các bạn được 20. Ta đéo thèm cái 20 của chúng mày đâu. Nếu như mà chúng mày làm ăn mà kiểu ta đàng hoàng tử tế, học hành đàng hoàng ấy, thì anh cũng không bao giờ anh phạt các bạn cả. Nhưng mà anh rất là khó chịu theo cái kiểu là anh đã giao bài tập với các bạn không làm, xong thành ra là nó ảnh hưởng đến bên anh là cứ dạy mãi, xong dạy hàng năm trời, vài năm trời các bạn không ra nổi, thì thành ra là bên anh đào tạo có vấn đề. Còn anh nói thật là trong cái ngành gọi là ngành giáo dục đi dạy này này, nó ăn một cái là gì? 100 đứa đi vào học thì các bạn cứ theo dõi cái lớp mà các bạn học từ đầu đến giờ ấy, xem là có bao nhiêu đứa theo được đến cùng. Nó sẽ theo một thời gian mà nó bỏ để bù vào những cái bạn mà học trường kỳ vài năm, nên là nó không bao giờ bị lỗ. Làm giáo dục không bị lỗ, đào tạo đi dạy biến nó thành một cái về gọi là công cụ kiếm tiền thì không bị lỗ. Đấy là chia sẻ thật với các bạn như thế. Chứ còn nói bảo sau này nhiều khi là vợ anh cũng cứ nói là sau này già thì làm cái gì. Thế nhưng các bạn phải nghĩ ngược lại là gì, ví dụ như 1 năm đúng không, mà các bạn đi làm công ty thì các bạn để ra, nếu mà đường hoàng chính chính nhá, anh không nói đến cái việc là bạn ăn hối lộ nhá, lương tháng 10 triệu thì 1 năm để ra được 70 triệu. Bạn mua một mảnh đất mà 700 triệu thì các bạn phải làm 10 năm. Hoặc có cho là rồi sau này lương của em còn tăng chứ 10 triệu làm sao, đồng ý 20 triệu đi. 5 năm thì các bạn mới được 20 triệu nhé. Còn bạn anh làm 5 năm rồi lương của nó 18 triệu rồi. Chưa trừ đi thuế má các thứ đâu nhé. Thuế má rồi lại còn tiền nhà trọ, bởi vì nó không phải ở Thái Nguyên. Thuế má nhà trọ rồi chưa đến tính nó phải làm tăng ca buổi tối. Có những công việc nó phát sinh. Thì để mà tích được khoảng 700 triệu, ví dụ anh làm khoảng 3 năm đi, anh làm khoảng 3 năm thì các bạn sẽ phải mất được 8 năm hoặc là đến 10 năm để mà gọi là đường hoàng chính chính. Còn nếu các bạn vào ở vị trí em nó cao lên, em ăn hối lộ thì cái đấy anh không lại được, anh chẳng có ai mà hối lộ anh được, đúng không? Một thằng thầy giáo nghèo hay chửi bậy thì ai hối lộ đấy. Thậm chí là sinh nhật hoặc là 20 tháng 11 tới đây này cũng chả đứa nào nhắn tin hỏi thăm gì đâu, mà Tết cũng chả thấy đứa nào chúc, chả thấy ai gọi điện chúc. Bởi vì sao? Nó ghét mà, chửi nó ghét. Nên là Thành nó cứ bảo đấy, anh cứ chửi nó ghét. Tuổi thân nó không có chứ. Bởi vì sao? Vì thằng Thành nó sinh nhật thằng Thành nhá, làm tặng 3 cái bánh sinh nhật các bạn. Anh không cần là các bạn tặng sinh nhật hay anh hay không, vì cái đấy anh không thiếu.
không phải là anh thiếu mấy cái đấy, nhưng mà vấn đề là nó giống giống như cả nhiều khi mình nhìn lại ở chắc là nó dạy cái gì đó học học viên nó quý hơn đúng không, mà mình dạy như lồn thì xong lại chửi bậy nó ghét. À nhưng mà anh cũng động viên là ở không chắc là chúng nó ngại đấy đúng không, sợ là thầy tặng thầy thầy lại chửi cho tốn kém thầy chửi cho đúng không. Thế quay ngược lại là vấn đề là nhiều khi là các bạn nói thật có những bạn học viên học bên anh xong đi gặp anh còn không chào mà, thì anh cũng thôi anh nói gì đâu, bởi vì là xác định là người ta đối xử nào thì kệ thôi. Còn vấn đề là các bạn học với anh gọi là nếu mà các bạn biết đánh giá con người ấy, thì các bạn sẽ biết được là bản chất của anh như thế nào và anh có tốt với các bạn hay không. Còn nếu như các bạn đánh giá theo kiểu thầy đéo xứng làm giáo viên bởi vì thầy chửi bậy nói tục thì cái đấy cũng đúng, bởi vì nếu như xét trên cương vị nào đó thì anh không 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 xứng là một người thầy nếu như nói về cái việc là chuẩn mực và nói tục chửi bậy hay không. Đó, quay ngược lại với vấn đề là đây thầy dạy như thế này rồi xong bắt đầu giảng các thứ về làm bài tập yêu cầu em bận lắm thầy ơi em không làm được đâu, các bạn chỉ bận khoảng 3 nhịp nữa thôi, tức là khoảng 3 năm 2 năm nữa thôi là các bạn ra trường, lúc đấy là các bạn bận thật đấy, bận thật theo kiểu không làm được một cái gì nữa luôn. Ví dụ như bây giờ thầy có gia đình con cái mà làm được cái gì nữa đâu, đi dạy được các bạn đó là cố gắng, con thì khóc em bên này bố thì dạy tiếng hát hát tiếng bom được chưa. Thôi nói vui vẻ thế thôi, các bạn có vui không? Vui bảo là vui, không vui bảo không vui. Còn thật sự là có những nhiều lúc anh cũng rất quý bọn mày, thật quý thật, giống như là bọn mày coi như bọn mày như em anh thôi, gọi là thầy trò đấy, chứ còn coi chúng mày như em trong nhà thôi, chứ còn chúng mày chăm học thì anh cũng rất là quý, rất là thương, học mãi nó không vào thì anh cũng rất là quý. Nhưng ngược lại là nó thật là có nhiều lúc chán chúng mày kinh khủng luôn, sau các bạn dạy con các bạn cũng y xì. Anh thì quan điểm của anh là gì, con học giỏi không không quan trọng, miễn là nuôi tóc dài cho bố là được. Quan điểm của vợ anh là gì, ui con nó ngoan đấy, với học giỏi là được, nhẹ nhàng không cần nuôi tóc dài. Đấy, vợ chồng anh được cái quan điểm nó lại trái ngược nhau. Rồi thế quay lại với vấn đề này nhé, khi mà chúng ta có một cái gì đây, có động từ đúng không, sau động từ là lúc nãy anh nói sau động từ mày là tính từ à? Là danh từ hoặc là trạng từ, đấy là cái phần lý thuyết chúng ta học đúng không. Thế nhưng mà bây giờ tự dưng lại là có một tính từ đây đúng không, sau tự dưng sau động từ lại chèn một tính từ thì các bạn phải nghĩ ra, nghĩ ngay đến cái cụm đấy là cụm danh từ, mà đã là cụm danh từ thì nó chính là cụm trạng tính danh kia, hiểu không? Cụm danh từ là cụm trạng tính danh đấy, bởi vì là bản chất nhá, bản chất là cái cụm trạng tính danh này này nó đều bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ này đúng không. Ngôi nhà, nhà như thế nào, nhà được trang trí, được trang trí như thế nào, được trang trí một cách rất là đẹp, giống như cái việc luộc rau đậy vung và thêm mắm muối ấy, thì là gì, bản chất là vẫn là ra một món rau ngon đúng không, nó râu ria thôi. Nhưng quay lại với bài này thì ở đây nó có tính từ rồi, và sau đó lại là giới từ, bắt buộc nó phải là danh từ, được chưa? Đuôi able là đuôi gì? Tính từ. Ví dụ able hoặc able nó đều là nó nhá, possible hoặc là able thôi nhá, able là có thể đúng không? Be able to ấy, cái cụm mà anh hay dạy các bạn đó, đúng không? Từ known, know là biết đúng không? Là động từ rồi, known là quá khứ của know, quá khứ phân từ của know đúng không? Thì nó không phải là danh từ thôi. Chọn ý C là danh từ, knowledge là kiến thức, mà các bạn dịch ra thì các bạn biết đấy là kiến thức, kiến thức sâu rộng, thế là xong. Còn know là biết, known là được biết đến, knowledgeable là người giàu kiến thức, có nhiều kiến thức. Rồi quay trở lại với câu 103 nào, trở lại với câu 103 thì mời bạn Doanh nào, nhậm danh Doanh nào. Một năm ở Toy Industrial Supply Audit, tất cả audit các tài khoản của tất cả các công ty của họ. Làm gì factory đâu phải là công ty, anh có dạy em factory được không? Nhà máy. Rồi, nhà máy.
Đáp án. Đáp án là one ER. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong năm đấy, trong vài một năm. Mỗi lần một năm này. Mỗi lần một năm hay mỗi năm một lần? Mỗi năm một lần. Mỗi lần một năm hay mỗi năm một lần có khác nhau à? Mỗi lần một năm. Mỗi lần một năm hay mỗi năm một lần, chốt lại nào. Từ ngủ quá anh ấy. Là một lần một năm, à một lần mỗi năm. Một lần một năm. Nó giống nhau mà, nghĩa là giống nhau cái thằng láo này. Mỗi năm một lần đúng không? Thì vẫn là một lần một năm đúng không? Thế mỗi lần một năm thì chả thế. Giống nhau. Quay lại, once a year, tức là mỗi năm một lần, thì cái công ty này, audit là gì? Kiểm tra. Nếu như mà bạn dùng từ kiểm tra thì thực ra nó cũng không nó không không bao hàm hết được, nó là kiểm toán. Kiểm toán thì từ accounts kia không phải là tài khoản mà là sổ sách kế toán. Ghi vào. Accounts là sổ sách kế toán. Cả cái bạn dịch sai câu này phần đằng sau cũng chả sao đâu, bạn dịch mỗi lần đằng sau cũng chả sao. Dịch đến đây thì cũng chỉ thế thôi, đại khái cái ý của nó thôi, xong rồi đại khái này. Dễ không ai mà có thời gian mà dịch hết được. Được chưa? Rồi nhé, câu 103, 104 nào, 104. Em mời bạn Lâm Thồn. Đức cấp Lâm Thồn. Sao lại because? Tại vì cái bài này là muốn một khoản bồi thường cho máy cà phê đã nhận đã bị hỏng. Bà phạm đúng không? Bà requested là gì? Yêu cầu refund là một cái khoản hoàn tiền đúng không? Bà yêu cầu hoàn tiền bởi vì coffee maker là cái máy pha cà phê của bà mà bà nhận ấy thì đã bị hỏng. Máy pha cà phê bà mua và bị hỏng nên bà làm sao? Nên bà đòi bồi thường. Nếu như mà cái cụm này này nó đặt lên đằng trước thì đằng chúng ta phải dùng sâu đúng không? Nhưng mà bởi vì cái cụm cái kết quả nó lên trước nên chúng ta phải đặt cái cụm bởi vì vào giữa. Bà này đòi hoàn tiền bởi vì là cái máy đi bị hỏng. Được chưa? Có gì đâu. Phần TOEIC không hề khó. Các bạn thấy, nghe thì hôm trước anh hướng dẫn các bạn rồi, các bạn chỉ làm nhiều nó sẽ lên kỹ năng. Cái gì? Nghe mới khó. Nghe mới khó thì các bạn phải làm với nó. Không. Thực ra là như này. Tất cả các kỹ năng TOEIC, nghe nó đọc viết ngữ pháp, bạn luyện kỹ năng nào thì nó sẽ lên kỹ năng đó. Giống như tưởng tượng đơn giản như các bạn chơi game. Chơi mới đầu một game mới thì nó khó đúng không? Chơi nhiều thì làm sao? Nó nhanh luôn, địt mẹ thành yếu sinh lý luôn. Đấy là óc lồn, người ta không nói những thằng óc lồn này. Thật sự là anh nói thật là đi dạy thì thỉnh thoảng cũng gặp những bạn mà anh cũng chả hiểu. Thế là nó chơi vui. Các bạn làm cái gì mãi thì nó chả quen đúng không? Chửi bậy mãi nó không quen mồm đấy. Tao giờ tao chửi là chửi thành bài đấy. Có nghe thì để tao nói nhưng thôi, không nghe thì thôi. Thì tóm lại là gì? Làm mãi nó quen. Thì các bạn đọc nhiều nhá, đọc nhiều xong dịch thì các bạn chỉ lên kỹ năng đọc thôi. Đấy là lý do tại sao có những người không bao giờ đi phiên dịch được, tức là không bao giờ dịch nói được. Bạn anh này dịch văn bản rất tốt, bảo mày đi dịch nói đi Dũng. Em nghe không tốt, em nói cũng không ra gì đâu. Địt cũ mày, sao mày dịch văn bản tốt thế cơ mà. Nhưng mà em có nói đéo bao giờ đâu. Ôi. Và ngược lại, các bạn nói tốt thì là căn bản đầu tiên là gì? Phải phát âm tốt đúng không? Ví dụ từ information, các bạn không đọc information, các bạn đọc information thì địt mẹ bố nó cũng không nghe được. Từ artwork, các bạn đéo đọc là artwork, các bạn đọc artwork thì địt mẹ bố nó cũng đéo thấy được. Available thì các bạn đéo đọc available, các bạn đọc available, recaption, recaption thì địt mẹ bố nó cũng nghe được. Nên các bạn phải luyện.
nếu như muốn nói thì các bạn phải luyện phát âm đầu tiên. Nếu muốn đọc, muốn nghe thì đọc trước này. Đọc thì các bạn phải gì ạ? Từ vựng, học từ vựng và nghĩa của nó. Nói gì nói, dịch ra nghĩa tiếng Việt. Chưa? Các bạn chưa đủ cái trình độ mà đọc câu tiếng Anh hiểu hết bằng tiếng Anh được đâu. Nên là cứ dịch tiếng Việt đã. Sau này dần quen thì chúng ta đọc lướt, chúng ta sẽ lấy được những cái thứ sau. Còn nghe, muốn nghe tốt thì các bạn phải có từ vựng là một cái thứ nhất, biết nghĩa là cái thứ hai đó. Và phát âm của nó phải chuẩn. Phát âm của bạn phải đúng và bạn biết nối âm của nó thì là bạn nghe được thôi. Còn làm nào để làm như thế thì anh đã hướng dẫn trong những buổi trước rồi, là gì? Các bạn nghe chính tả, các bạn chép lại. Phải nghe thì rất là nhiều, không thiếu. Nghe chính tả sau đó các bạn chép lại. Sai ở đâu mình bắt đầu mình lật ra mình làm ở đấy, đúng không? Đơn giản thì các bạn giải toán thôi. Bị sai ở phần công thức thì làm sao? Kết quả thì chắc chắn là sai rồi. Đâu em làm bừa vẫn ra đúng. Hai cái sai cộng một thành cộng vào nhau thành một cái đúng không? Thì đấy, tóm lại là các bạn phải luyện, phải tỉ mỉ, phải kỹ với nó. Bạn cũng nên rèn cho mình cái tính ở đây để làm gì? Sau này làm việc nó dễ. Chứ như anh là rất là ẩu luôn. Ẩu với đái luôn. Đến giờ đi làm thỉnh thoảng khách nó vẫn chửi như chó luôn. Rồi, quay lại với bài. Bạn Lâm Thồn đúng không? Anh vừa gọi Lâm Thồn đúng không? Câu này đúng không? Làm rồi gì? Đức cấp. Chọn luôn đáp án thì còn nhìn ra. Thông tin về cái tác phẩm nghệ thuật ở sảnh thì làm gì? Dịch từ đấy là hợp lệ có sẵn ở quầy lễ tân đúng không? Reception desk, cái này học rồi. Đó là thông tin về cái tác phẩm nghệ thuật ở cái sảnh của khách sạn đấy thì có ở quầy lễ tân. Bạn ra đấy bạn hỏi, chị ơi cái tác phẩm nghệ thuật này tại sao lại để thế này? À, cái này có nghĩa là cùng hy vọng trong tiếng Anh anh ạ, ví dụ thế. Cái này có nghĩa là hy vọng trong tiếng Anh nhá, cái này anh dạy rồi. Cái này tiếng Việt nó mới mất dạy thôi. Rồi, bỏ qua 106. Câu 106 này. Bạn Kiên nào? Với cái ống ngắm. Ống ngắm à? Ống gì các bạn? Ống nhòm. Với cái ống nhòm Gemma XTI này, người dùng có thể chọn luôn đáp án đi. C. C là dễ dàng nhìn vật thể. Cái mà hơn 100 mét, cách đó hơn 100 mét. Tất đại là với cái ống nhìn ống nhòm này thì người dùng có thể dễ dàng quan sát các vật thể mà cách họ hơn 100 mét. Thì ở đây nó có cấu trúc gì mà chúng ta lại chọn cái đó nhỉ? Động từ khuyết thiếu và động từ đúng không? Giữa động từ khuyết thiếu và động từ là cái gì? Là trạng từ. Thấy không? Đấy là lý thuyết thôi. Còn không thì cho dịch là có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Nhìn thấy như nào? Nhìn thấy một cách dễ dàng. Trạng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ. Tóm lại là vẫn phải về nhà tự nghiên cứu cái phần bài kia nữa. Chưa? Rồi, có 107. Dân nào? Hả? À. Cái gì dịch từ vựng? Bắt đéo là chả phải hiểu. Bắt đéo là chả phải dịch câu. 5, 6, 7 nhá. Từ 5, từ 6, 6, 7 là. Tóm lại phần đọc là phải dịch ra thì mới chọn đáp án đúng. Nói thật là như thế. Đọc không hiểu thì có chọn được lồn. Nghe mà không hiểu thì cũng không bao giờ chọn được. Nghe tiếng Anh nói chung thi cái gì cũng thế thôi, bạn làm gì cũng thế thôi, bạn hiểu thì cũng sẽ làm được. Chứ địt mẹ cứ ù cặc cặc hỏi là có làm được không? Em làm được, nghe dễ lắm, em nghe được hết. Địt mẹ đến lúc thi về thế đéo cũng điểm thấp. Những thằng nào cũng bảo em chả nghe được mấy, nghe toàn 900, 800. Quay lại với bài đi, nào dân nào. Cái hiệp hội vật lý. Hiệp hội vật lý trị liệu đúng không ạ? Vâng. Thì cam kết giữ ổn định giá, ổn định mức giá, cam kết mức giá cái gì đây?
chính là cái bài này mình cái chương trình gì đây nhỉ, cái chương trình cấp bằng trúng thưởng cấp bằng ấy, cấp giấy phép ấy, đào tạo cấp giấy phép ấy, đào tạo chứng chỉ ấy. Vâng. Tức là giữ giá ở mức gì phải chăng, đúng không, đáp án nào có nghĩa là phải chăng. Đúng rồi, em đi A nhá. Rồi một cái tức là gì, đây toàn bộ là tính từ và các bạn chọn nghĩa thôi, đúng không? Thế nhưng mà ngoài ra nếu giả sử đây không phải tính từ ấy các thứ mà nó chọn từ loại tính danh động trạng ấy, thì các bạn nhìn thấy keep không? Keep là từ loại gì? Linking verb, thể hiện sự thay đổi, đúng không? Thay đổi của nó là gì? Là không thay đổi gì. Đúng không? Thay đổi của nó là giữ nguyên. Thì keep giữ ở mức affordable. Keep cộng tính từ mà. Ví dụ giữ trật tự ấy, keep quiet. Đúng không? Rồi. Thế nên tại sao mà anh cứ đẩy các bạn là học hết chương trình giao cấp sơ giao tiếp sơ cấp, trung cấp, cao cấp rồi, hoặc là giao tiếp trung cấp, sơ cấp à cơ cấp, sơ cấp, trung cấp rồi cao rồi đến học TOEIC, là bởi vì là sao? Chúng ta cứ nói trước đi đã, sơ cấp chúng ta cứ nói đi đã. Còn đến phần giai đoạn cao cấp này chúng ta sẽ phân tích để chúng ta hiểu sau. Chứ còn bây giờ các bạn đi học xong, ngày xưa anh dạy xong 20 buổi bọn chả nói được cái đéo gì. Như bạn Hiền bạn bảo đấy, bạn em về bảo học xong giao tiếp bên anh chả nói được cái đéo gì. Thế anh hỏi Hiền là bạn nào nói như thế, Hiền là thôi em chẳng nói đâu. Thế là hôm đấy làm anh khóc nguyên đêm. Em về anh cải tiến chương trình luôn. Bây giờ sau 20 buổi là các bạn có thể phỏng vấn sinh viên rồi, khẳng định luôn. Còn đỗ hay không thì tùy nhé. Rồi, nào Hiền nào. Anh rất thích nghe giọng Hiền. Người bạn đấy là ai đấy Hiền? Không biết. Anh đừng hỏi em đấy. Đấy, ví dụ như những bạn đấy không? Thấy học không hiệu quả thì nói thằng Đoàn nào. Không, anh biết đâu, anh biết đâu. Thật ra cả cái có đoán được, nếu nó nói giai đoạn đấy cũng đúng thật. Đúng thật là học chỉ sửa phát âm là chính, nhưng nó cũng không hiệu quả lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi Hiền ạ. Khác lắm rồi ấy. Dạ vâng. Đăng ký học đi Hiền. Bạn đấy học lâu rồi sao ấy. Thì lúc đấy là em mới vào học lớp của anh mà. Ý là lớp mới ấy. Cái lớp tháng 7 2021 là không hiệu quả. Nói thật là như thế. Nó gọi là nó cải thiện được phát âm, tức là không phải là không hiệu quả tí gì, nhưng nó không hẳn là giao tiếp, nó chỉ là lớp phát âm thôi. Rồi ok, thôi quay lại với bài đi, Hiền nào. Peter Brand đã vị trí chiếm giữ hay là chiếm đóng nắm. Vị trí ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty trước khi trở thành chủ tịch. D tại sao chọn D? Position là danh từ ạ. Thì em nghĩ trước nó cần tính từ. À đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, trước danh từ là tính từ. Chọn như thế thì trả ra đáp án à. Từ nào là tính từ, với C là tính từ. Không, nhưng mà B cũng là tính từ. Và không phải. Khi mà chúng ta chọn thì chúng ta ưu tiên, nếu mà muốn chọn tính từ nhá, ưu tiên chọn tính từ có đuôi. Tức là cái dạng đuôi tính từ ấy, AL là đuôi tính từ đúng không? Đuôi able là đuôi tính từ đúng không? Ví dụ như từ happy là y dài là đuôi tính từ đúng không? Từ possible đuôi able rồi này, từ that expensive đúng không? Thì là đuôi ive đúng không? Có một số đuôi là đuôi tính từ đấy. Rồi như vậy Hiền chọn đi B cái gì? Không, em chọn đi D mà. Nhưng mà tại sao em chọn đi D? D có phải là tính từ đâu. D là động từ cơ mà. Cứ em thấy chọn nhiều nó toàn vào ED, cái đuôi ED không ạ? Thế là em cứ chọn trong cái trường này, em cứ chọn thế thôi. Bây giờ chơi cãi lý củn này. Lý tước cãi củn này. Không được, chúng ta không chơi cả đấy được. Thứ nhất, câu này có chủ ngữ chưa? Chủ ngữ là gì? Ông Brenner này đúng không? Đọc sai cũng được bởi vì chúng ta không học giao tiếp. Rồi. Thế bây giờ câu này có động từ chưa? Chưa. Nhìn xem có động từ chưa? Chưa, bởi vì sao?
Các bạn bảo various là động từ, đuôi os là đuôi tính từ này, và sau nó, trước nó là gì? Là in là giới từ. Mà anh vừa dạy là gì? Cái gì đứng sau giới từ? Là cụm danh từ đóng vai trò làm tân ngữ, đúng không? Thì area là tân ngữ này. Of company, company là danh từ, biết rồi. Before he became, à đây rồi, động từ became đúng không? Nhưng nó có liên từ before rồi, đúng không? Trước khi anh ấy trở thành tổng thống, à trở thành chủ tịch hoặc là giám đốc, thì đằng trước nó phải là một cái câu. Ví dụ như là tôi thích cô ấy bởi vì cô ấy xinh, đúng không? Rồi tôi thích cô ấy trước khi cô ấy chuyển giới. Thì cái việc tôi thích cô ấy là cụm có chủ của vị. Thế bây giờ có chủ đây rồi, có động từ chưa? Chưa. Chưa có động từ thì chọn động từ ID hết. Giải thích ngắn gọn. Còn nếu như mà anh ấy tại sao lại động từ? Đây này, động từ đứng sau danh từ làm động từ của câu, đúng không? Động từ đứng trước danh từ khác. Được chưa? Còn không thì bình thường các bạn cứ dịch ra thôi. Ông ấy đã nắm giữ nhiều vị trí. Thế là xong. Ok chưa? Còn nếu mà tự dưng các bạn chọn danh từ xong tính từ thì ưu tiên phải là chọn IB nhá. Nếu bạn muốn chọn tính từ ở đây. Khi mà có in này, tính từ có in, tính từ có ed và tính từ có đuôi, có các dạng đuôi ấy, thì chúng ta ưu tiên chọn tính từ có đuôi. Còn muốn biết như thế nào thì các bạn về xem lại cái phần tính từ in và ed ở trong sách ngữ pháp. Được chưa? Thế hôm nay mình dạy cái phần tính danh động trạng cũng hữu ích phết đây. Rồi ok, câu 109. 109, 109 thu nào. Để đảm bảo cái tiến độ thì biên tập phải lột tất cả. Chọn đáp án luôn. Chọn đáp án luôn. Lâm học cái bài này rồi đúng không? Cái gì đó, cái bản thảo rồi. Cho với quyển sách, về quyển sách ấy, cho ai? Cho tác giả. Tác giả trước hoặc là muộn nhất là thứ 6 đúng không? Thì đáp án của em sẽ là essay revisions, nghĩa là gì? Đít mẹ lại còn bản thảo, xong bản thảo đã sửa thằng lồn này, nói tao xiên chết mẹ mới. Rồi, đấy ví dụ như chửi bình thường bọn nó không thích nó, đéo nghe, bố dí bụi đít mẹ, bố mất tiền rồi. Mày phải nịnh hót bố mày chứ mày lại chửi bố mày à. Đấy, đúng không? Thì tại anh lại chửi lại bố mày dí lồn mà dịnh lịnh mày. Bố mày cần chắc. Đấy là trong đầu anh suy nghĩ như thế, anh không bao giờ dám chửi. Chứ cái lũ láo lồn như chúng mày mà đít mẹ ok anh, mà ngày xưa gặp tao tính tao khó tính thì tao không chửi cho mày lần lại. Các bạn đéo được phép ok anh nhé, bởi vì sao? Chúng ta đéo bằng tuổi nhau, chúng ta không ngang hàng với nhau. Mặc dù anh nói chuyện có thể bộ bã nhưng chúng ta không ngang hàng. Vâng anh, dạ anh, đi làm cũng như thế chứ không phải là ok anh đâu nhá. Địt mẹ sếp nói chuyện này ok anh, nó ghét ngứa cho. Nó ghét, nó chửi cho. Nhưng mà anh ơi, các bạn ơi, có một sự thật là hồi mình học năm nhất anh Phi không như này đâu. Anh ấy nói chuyện lịch sự hơn nhiều. Sao kiểu càng ngày học càng khác ấy. Nhớ áp lực áp đồng tiền hay sao ấy. Ok. Thật ra là như thế này, là nói thật là cái đợt năm nhất khi mà bạn Hiền học Hiền K55 đúng không, là đợt đấy anh còn phải làm chung với mọi người. Anh làm chung với mọi người thì sao, còn phải nhìn sắc mặt mọi người nữa. Và thật sự là ngày xưa anh đi dạy không bao giờ mặc quần đùi đâu, bởi vì là quy định của chúng em trung tâm là như thế. Thế nhưng mà sau khi mà trung tâm nó giải tán ấy, sập ấy, mỗi đứa đi một ngả. Đầu tiên có 4 thằng, 2 thằng kia, một thằng thì bán sới chạy đi Hàn Quốc, một thằng thì về Bắc Ninh, xong rồi còn anh Minh Thành thì gọi là lê lết cái trung tâm này. Mãi tưởng sập đéo sập, năm 2019 tưởng chết đéo chết, nên ta phải đi phiên dịch một tuần có đúng 200.000 để ăn cho 2 thằng ăn trong vòng một tuần đấy. Thì anh phải đi phiên dịch, anh quay trở lại với nghề phiên dịch để mà anh kiếm thêm tiền, kiếm thêm thu nhập. Thì đợt đấy là anh vẫn phải nhìn sắc mặt của mọi người nữa, phải để ý, tóm lại là không. Và anh cũng rất là ngại khi mà các bạn ấy góp ý về, hoặc là đi dạy mà học viên họ nghỉ là anh suy nghĩ nhiều lắm.
Nhưng đến bây giờ thì anh nói thật là nó thành một cái định hình, một cái phong cách khác. Đúng là cái cách anh dạy mà theo kiểu chửi bậy như này rất khó, gọi là cái tệp khách hàng ấy, nó sẽ bị hạn chế hơn đấy. Nhưng mà nó thoải mái hơn. Thì Thành nó bảo là anh cứ làm gọi là lịch sự như cái cách mà anh đi làm phiên dịch ấy. Không phải là anh không lịch sự được, anh đi phiên dịch anh vẫn rất là lịch sự, vẫn chuẩn chỉ. Nhưng diễn như thế anh rất là mệt, đúng không? Các bạn cảm thấy thoải mái thì nó mới ấy, chứ còn bây giờ diễn mệt phải cần đái. Thì đấy, như Hiền nói đấy, năm nhất anh không như thế. Không phải là bây giờ anh biến chất mà anh trở về đúng với con người của mình Hiền ạ. Anh đã được sống đúng với lại bản ngã của mình, bản chất của mình. Thì như vậy, quay trở lại với cái câu này, ý C á, revisions là gì? Là bản chỉnh sửa. Thì tại sao không chọn ý A là ideas, là ý tưởng? Bởi vì sao? Editors là gì? Biên tập viên, biên tập thì làm sao mà đưa ra ý tưởng, đúng không? Biên tập thì chỉ đưa ra các bản chỉnh sửa thôi chứ. Ý C là xong. Suggestions, thế gợi ý tại sao không? Tại sao không dùng cho suggestions? Suggestions gợi ý được mà, đúng không? Biên tập thì có thể gợi ý mà, đưa ra các gợi ý, đúng không? Cho thư ký á? Ừ, để tao vặn răng mà chứ mẹ ừ với tao. Còn anh nói thật với các bạn, anh chửi bậy các thứ vui vui thế thôi, chứ còn nếu mà để mà gọi là các bạn học kỹ năng giao tiếp thì anh còn đầy các bạn để học, chứ không phải mẹ thầy cứ chửi bậy thế này thầy chả biết cái đéo gì đâu. Đấy là suggestion for, cho cái gì đó, đấy là tức là gì, giới từ nó đã không đúng rồi. Suggestion đi với about chứ nó không đi với to. Các bạn có to là gì? Là hướng tới. Các bạn học giao tiếp của anh ấy, anh đã dạy rất là nhiều đúng không? To là hướng mới, quan trọng với tôi ấy, thì không phải là important with me, important to me, hướng tới tôi, thì có phải là to ở đây ấy là gì? To the book, hướng tới quyển sách, chỉnh sửa, hướng tới quyển sách đúng không? Thì nó mới là revisions to, chứ không up là for. Còn for là gì? Là cho. Ở lý do cũng đúng. For cho tức là đưa ra gợi ý cho ai đó, hoặc là about là về, là đưa ra gợi ý về cái gì đó. Tức là gì? Giới từ đi cùng nó là cái giới từ khác rồi, nó không đi với to nữa. Đấy chưa? Quay lại cái bài là 110 này. 110 bạn Quốc Thiên nào, ca sĩ Quốc Thiên. Quốc Thiên là bạn nào? Dạ Quốc Anh ạ. Anh Quốc Thiên ạ. Khiếp, tự nhiên nói anh nghe không quen, đang ngợ ngợ tự nhiên Quốc Thiên. Câu 110 là những cái chuyên gia trong ngành mới được mua vé đến cái buổi cool photography fair này thôi. Fair là hội chợ, photography là nhiếp ảnh. Cool okay. Là cool to đây, nó viết thiếu chữ T đấy. Từ những thằng nào cool to. Thế mà anh nghĩ ra được. Đó là A đúng không? Vâng, tức là dịch ra thôi đúng không? Until là gì? Ý B ấy. Cho tới khi, cho đến khi. Ý C, unless. Trừ phi đấy cả. Trừ phi tao chết thì mày mới lấy được con gái tao. Đấy, địt mẹ nó xiền chết luôn. Sau này tao có con gái mà cái lũ này nghe, địt mẹ tao chỉ cần con chúng mày đến mà địt mẹ ta chỉ biết bố mày là thằng nào, bố xấu là Quốc Anh, địt mẹ mày không bao giờ tao cả. Mà địt mẹ mà nói theo cái kiểu giọng bố đời, địt mẹ bố lấy đi cho là tốt, bố đéo cần, địt mẹ. Hiếp, nhà, sao em thế? Nhà tao có thể không giàu nhưng tao nuôi được cháu tao, hiểu không? Nên là địt mẹ, cưới thì cưới, đéo cưới bố đéo cần. Quan điểm của anh rất rõ ràng nha, đéo làm sao mà phải khổ. Địt mẹ giúp vào một thằng chồng mà nó đéo ra gì đúng không? Mình khổ cả đời, khổ lây cả con mình. Nên mình chấm dứt ở đấy, đi mẹ ngứa lồn ra câu cầu họ. Mẹ anh bảo thế. Chứ không bao giờ được phép mà đi lấy một thằng chồng linh tinh. Đúng không? Tội đéo rồi. Sau này các bạn có con cái cũng phải cho nó cái tư tưởng thoải mái như thế. Và cả cái nó có về nhà các bạn nhé, có con gái ấy, đéo ai nói trước được đâu. Cũng phải có tư tưởng như thế.
Và các bạn có con trai thì các bạn nên dạy con trai các bạn đi, mẹ phải biết mẹ thêu thùa may vá nấu nướng để phục vụ vợ lúc nó đẻ ốm đau. Chứ lộn mẹ lắm nhà cứ bênh con chầm chặt xong này đeo dạy cho nó một cái gì cả, địt mẹ như một thằng phế vật không biết một cái gì, lóng ra lóng ngóng bế con đéo biết đường bế, ngước cả mắt. Đấy là người khác sẽ chửi thế. Tóm lại là phải biết, không giỏi nhưng phải biết làm, nấu ăn không ngon thì cũng phải biết mẹ trứng luộc, đúng không? Địt mẹ lười làm việc nhà thì phải biết đừng kiếm tiền. Địt cụ đây đã lười chảy thây ra rồi xong lại còn đéo đừng kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Là thuê ô xin. Địt mẹ đây đã đéo thuê ô xin, đéo có tiền thuê ô xin thì lại còn lười. Địt mẹ lấy thẻ cằn đấy khổ một đời nha. Mà các bạn đéo sống mãi để hầu nó như thế được đâu. Nên là sau này các bạn dạy con nhớ dạy cho nó kiểu đấy. Mà địt mẹ lại bảo là anh con anh nó còn bé, anh đừng có mẹ bốc phét ngang. Không có chuyện đó đâu. Tư tưởng của anh với vợ anh rất thoải mái về vấn đề đấy. Bởi vì sao? Tư tưởng của ông bà ngoại, ông bà nội là như thế. Và ông bà nội, ông bà ngoại dạy con kiểu như thế. Và bọn anh cũng sẽ dạy như thế thôi. Đơn giản lắm, vấn đề đơn giản lắm các bạn ạ. Quay lại với bài câu 111. Đến bạn bạn Quốc Thiên rồi đúng không? Lâm Thồn rồi. Đố Hiền biết tại sao anh gọi bạn Lâm là Lâm Thồn. Hoàng người yêu biết ngay đấy. Rồi. Rồi, bạn Lâm Thồn chọn là congratulated là gì? Chúc mừng. Chúc mừng, em có biết chúc mừng? Chúc mừng thì nó đi với cái gì không? A trophy. Trophy là gì? Cúp. Cúp, địt mẹ chúc mừng một cái cúp à? Trao, nếu như người, ví dụ anh trao cúp cho mày thì mày gì? Mày nhận, từ nào có nghĩa là nhận? Yeah, accept là nhận. C nghĩa là gì? Đề cử thì ông phải được đề cử chứ ông có tự đề cử à? Được đề cử thì nó phải là bị động, mà bị động thì phải có gì? To be, có to be không? Đây là giản lược, giản lược thiết động từ chính của nó đâu. Thế bây giờ nha, chúng ta phân tích nhá. Câu này có chủ ngữ chưa? Jones có động từ chưa? Các bạn nhìn đi nhìn lại thì chưa. Vậy chúng ta thiếu một động từ. Nếu như các bạn không chọn ý A, các bạn ý B thì là anh dịch như thế thì các bạn ok rồi nhá. Ý C là hy vọng thì cũng không phải rồi. Ý C à, ý D hy vọng không phải. Ý C là các bạn viện nominated là đề cử. Ông ấy đề cử một cái cúp á? Không. Ông ấy được đề cử để mà nhận cái cúp, đúng không? Anh còn chưa nói đến cái việc là phải thêm cái cụm là được đề cử để nhận cúp nhé, đúng không? Thì quay lại với vấn đề là ở đề cử này nó là chủ động mất rồi. Mà ở đây chúng ta đang cần ông ấy được đề cử, bị động phải có was hoặc là is. Được chưa? Thì ý C là sai. Ý A, ông ấy nhận cúp. Tại cái bữa tiệc, gọi là cái yến tiệc của Farmback này, thì ông John ông ấy nhận một cái cúp cho cái gì, hiệu suất trong cái những cái sáng kiến cải tiến chất lượng của năm nay của ông ấy, đúng chưa? Thì như vậy, ôi hôm nay dạy sung thế nhỉ. Đáp án sẽ là dạy tiếp thì đàng lại hả? Dạy tiếp thì em đàng lại. Không có bạn lãi gì. Rồi. À, và một cái nữa nha, các cái quy định mà được học 2 năm hay 1 năm hay các thứ nọ kia. À, quy định đấy là do trung tâm ra đúng không? Mà các bạn biết bây giờ ai nắm trung tâm không? Là tao. Là tao. Nên tao hứng nên tao sẽ rút ngắn cái thời gian đấy lại. Nên là chúng ta cứ học hành cho hẳn hoi, học cho hẳn hoi để mà thi đi. Chứ còn bây giờ nói thật là Thành nó chỉ gọi là góp ý với anh thôi, chứ nó không tác động được với anh như ngày trước nữa đâu. Về quyền lực ngang nhau mà, trình độ ngang nhau, quyền lực ngang nhau thì rất khó để mà chỉnh lưng nhau. Góp ý với nhau thì được, nhưng mà để mà ví dụ Thành sửa anh để anh mặc quần dài đi dạy hay là anh không chỉ bậy trong lớp. Điều đấy là điều không sửa được nữa rồi. Ngày xưa có 4 thằng thì còn vốt, vốt 3 thằng kia nó về một phe, một mình tao một phe. Đó, kiểu đấy. Rồi, thôi.
phần luyện luận.